Tập 40. Mạnh phu nhân có ý đi cùng, trực tiếp nói ra là được rồi, cần gì phải lén lút theo dõi như vậy chứ. Quỳnh tới đây làm cái gì? Quỳnh tới điều tra chuyện của Lưu Tinh Bang. Nơi này hẻo lánh như vậy, không lẽ Quỳnh giấu Quảng Lăng Dương ở đây hay sao? Thì ra người muốn đối phó là Quảng Lăng Dương. Quỳnh muốn biết nguyên nhân. Hắn đã giết chết Mạc Trà. Hôm đó kẻ bắt cóc muội là hắn sao? Dân ca, muội muốn trả thù, huynh có thể giúp muội. Nhưng nếu bây giờ giết chết Quảng Lăng Dương thì hoàng thượng sẽ không để yên đâu. Thù của ta, ta sẽ tự trả, chỉ cần huynh đừng có ngăn cản ta là được rồi. Tại sao muội cứ nhất định không chịu tin huynh? Chúng ta bây giờ đã là phu thê rồi. Ta biết, nhưng chỉ là sự kết hợp của thù hận, không hơn không kém. Cái gì? Quảng Lăng Dương mất tích ở ngoại thành Trường An sao? Người có thể nắm rõ được hành tung của Quảng Lăng Dương tới vậy, chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước. Quốc đại tư mã cho rằng kẻ nào đã làm? Theo Di Thần thấy, kẻ dám hạ thủ với Quảng Lăng Dương ngay trong thời khắc quan trọng này chắc chắn có liên quan tới việc điều binh xuất chinh. Điều thần lo lắng là kẻ gây ra chuyện này là quan lại trong triều. Nếu đã không nhìn thấy thi thể thì việc bắt cóc Quảng Lăng Dương nhất định là có ý đồ đằng sau, cần phải sớm tìm ra tung tích của hắn. Dạ. Hoàng thượng có chuyện gì phiền não sao? Chuyện Quảng Lăng Dương mất tích nàng đã biết chưa? Quốc Vũ đã cho người đi tìm nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy. Thật ra chuyện này hoàng thượng không cần lo lắng. Người nghĩ xem, Quảng Lăng Dương võ công cao cường, thử hỏi trong thành Trường An này có được mấy người có đủ khả năng triệu tập binh mã để hạ gục hắn chứ? Hơn nữa lại có thể giấu hắn lâu như vậy. Ý cô nàng là Mạnh Giác à? Nói vậy là hắn đã biết chuyện Quảng Lăng Dương bắt cóc dân ca rồi. Đúng là lớn gan mà, thân là trọng thần triều đình lại lấy công báo thù tư, đúng là không biết suy nghĩ. Thật ra thần thiếp không chỉ lo có chuyện này. Từ việc hắn với Lưu Hạ liên thủ với nhau nhiều năm, có thể nhìn ra người này giả tâm rất lớn. Hoàng thượng, người còn nhớ không, ngày đó Mạnh Giác đã thu phục được Dương Tử Dùng Biên Cương. Nói không chừng hắn lần này đã cấu kết với Dùng Biên Cương, muốn đẩy Quảng Lăng Dương vào chỗ chết, khiến cho hoàng thượng mất đi cánh tay đắc lực. Hoàng thượng, nếu người tiếp tục giữ Mạnh Giác bên mình, sớm muộn gì cũng sẽ thành nuôi ông tay áo. Trẫm tự có suy nghĩ của mình. Tham kiến hoàng thượng. Phu quan. Hổ Nhi, gần đây con học hành có chăm chỉ không? Dạ, Mạnh Thái Phó dạy Nhi thần đọc chữ, học thuộc luận ngữ, ngồi còn khen Nhi thần nhớ rất nhanh. Hổ Nhi ngoan như vậy thì phụ thân phải thưởng cho con rồi. Nhìn xem đây là gì? Là con dế. Hồi nhỏ phụ thân với mẫu thân thích chơi trò này lắm đó. Nè, cô Dụ Lam Nhi, đưa Thái tử Điện Hạ đi nghỉ đi. Dạ. Dạ. Nè, Thái tử Điện Hạ. Đang yên đang lành tại sao nàng thở dài? Thần thiếp chỉ là cảm thấy Hổ Nhi lớn lên trong cung từ nhỏ, ít có bạn bè, không được tự do tự tại như chúng ta lúc còn nhỏ. Trẫm biết muội bây giờ cảm thấy rất hoài niệm. Tuy nói bây giờ đã khác xưa, nhưng nàng biết đó, tất cả những gì nàng làm cho trẫm, trẫm đều ghi nhớ. Lúc nãy thần thiếp nghe hoàng thượng xưng phụ thân trước mặt của Hổ Nhi, thần thiếp cảm thấy rất ấm áp, rất thân thiết, có cảm giác như chúng ta trở về ngày xưa vậy. Bình quân à,
nàng lúc nào cũng là người hiểu Trẫm nhất. Nàng có biết Trẫm vì ngồi lên ngôi vị như ngày hôm nay đã vất vả sao không? Bây giờ việc cần coi trọng là sự ổn định của giang sơn xã tắc, cho nên có một số chuyện Trẫm bắt buộc phải thỏa hiệp. Trẫm hy vọng rằng sau này nàng có thể hiểu cho Trẫm. Thần thiếp biết. Thiếp không trách chàng lúc nào cũng bảo vệ Quách Thành Quân, chàng có nỗi khổ riêng của mình. Sau này thiếp sẽ nhường nhịn cổ, không tranh cãi với cổ nữa. Không hổ danh là thê tử tốt của Trẫm, trợ thủ hiền lương. Có thể giúp Trẫm làm một việc nữa không? Trẫm muốn nàng tới Mạnh phủ một chuyến. Để tất cả đồ trong vỏ xuống, ta sẽ tha cho cô. Thiếu gia, nô tỳ biết là người mà, đừng có giả ma giả quỷ nữa. Ta tới xem tài nấu nướng của người có tiến bộ chưa. Thiếu gia, người âm thầm gọi nô tỳ tới đây không phải chỉ để ăn thôi chứ? Tại sao dân ca lại muốn giết Quảng Lăng Dương vậy? Thiếu gia, nô tỳ cảm thấy tiểu thư gần đây thay đổi rất nhiều. Hồi trước có chuyện gì cũng kể cho nô tỳ nghe hết, nhưng mà bây giờ cổ hoặc là nhốt mình ở trong phòng, hoặc là đi bàn chuyện với Du An, không kể cho nô tỳ nghe gì hết. Trúc Nhi, lúc về hãy giúp ta coi chừng dân ca. Tuyệt đối đừng để nó gây thêm rắc rối nữa. Có chuyện gì tới chỗ này để tìm ta. Sống ở chỗ này đã quen chưa hả? Mạnh Giác có thường tới thăm muội không? Đại nhân lúc nào cũng bận rộn, muội cũng không tiện làm phiền. Sau khi hạ triều, có phải nên ở bên thê tử mới cưới sao? Rốt cuộc người bận việc gì chứ? Việc này muội cũng không rõ nữa. Muội nghĩ đại phu nhân chắc sẽ rõ hơn. Hôn sự của muội là do hoàng thượng ban, nếu mà muội không vui thì nhất định phải nói cho ta biết. Hoàng hậu nương nương, đại nhân luôn lạnh nhạt với tiểu thư, xin hoàng hậu nương nương làm chủ. Huệ Nhi nói lung tung rồi, bà hậu nương nương đừng coi là thật. Làm khổ muội rồi Hương Lan. Dân ca với Mạnh Giác quen biết nhau từ trước, chuyện này ta cũng đành chịu, nhưng tình cảm vẫn có thể bồi đắp mà, đừng nản lòng. Hoàng hậu nương nương yên tâm, muội nhất định sẽ chung sống hòa thuận với đại phu nhân. Chỉ là muội cảm thấy cách đại phu nhân cư xử với đại nhân lạ lắm, muội rất muốn biết quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là sao. Tò mò chuyện này không hay ho chút nào hết. Muội chỉ cần làm tốt như một thê tử cần làm, sớm muộn gì Mạnh Giác cũng sẽ bị cảm động thôi. Ê, Hứa tỷ tỷ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Dân ca, đây không phải là hoàng cung, quan hệ của chúng ta cần gì phải hành lễ như vậy. Tương Lan xin thỉnh an tỷ tỷ. Muội với ta không cần đa lễ, tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của muội. Hàng gì đại nhân yêu thích tỷ tới như vậy. Ta nghĩ muội hiểu lầm rồi, ta với đại nhân không như muội nghĩ đâu. Hương Lan, Hổ Nhi biết lần này ta xuất cung để tới thăm muội, nên đã đặc biệt dặn ta, nói là nó rất thích ăn bánh mật muội làm. Phiền muội làm cho nó nha. Dạ tỷ tỷ, Hương Lan sẽ đi làm ngay. Cảm giác được làm hoàng hậu ra sao? Bây giờ tỷ mấy ngày liền đều không được gặp Bình Dĩ. Gặp được rồi, nếu không phải huynh ấy mệt mỏi thì là buồn phiền về công việc triều chính. Hoàng thượng gần đây có buồn phiền chuyện gì sao? Tình hình biên giới căng thẳng. Đúng vào lúc này thống soái Quảng Lăng Dương lại mất tích. Bình Dĩ lo lắng có người trong triều đã tiết lộ tin tức. Kẻ nào lớn gan như vậy, tới Thương Dương mà cũng dám ra tay. Đại ca trước giờ là người giỏi mưu lược, huynh ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Tỷ tỷ đừng có lo lắng. Muội với Mạnh Giác dạo này sao rồi?
tội muội phòng ai nấy ở. Muội rảnh rỗi thì ra giường trồng qua nuôi cá, quên ấy giường hạ triều, liền nhốt mình ở trong phòng đọc sách luyện chữ. Có thể nói tụi muội là hai kẻ xa lạ. Dân ca, ban đầu là muội nhất quyết muốn gả cho Mạnh Giác, muội không thể nhường một bước chung sống hòa thuận với huynh ấy sao? Hòa thuận hay không đối với muội mà nói thật ra đã không quan trọng nữa. Nhưng mà điều duy nhất muội có thể làm cho tỷ bây giờ chính là ở lại Trường An, sống trong Mạnh phủ. Như vậy Mạnh Giác mới có thể tiếp tục làm thái phó cho Hổ Nhi. Đây không phải là mong muốn của tỷ với đại ca hay sao? Tỷ biết rồi, muội phải sống tốt đó. Dân cô nương, Hứa tỷ tỷ vừa mới tìm ta, có lẽ hoàng thượng phái tỷ ấy tới thăm dò tình hình. Chỉ là không biết hoàng thượng nghi ngờ ta hay là Mạnh Giác. Vậy hoàng hậu nương nương đã tin tưởng chưa? Hứa tỷ tỷ là một người chân thật, những lời ta nói với tỷ ấy nhất định tỷ sẽ tin. Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ chuyện chúng ta đâu. Quảng Lăng Dương nếu chưa chết, vậy sao tới giờ còn chưa xuất hiện? Rốt cuộc đã bị ai bắt đi rồi? Chuyện này ta cũng không biết, nhưng chắc không nằm trong tay của Mạnh Giác đâu. Tiểu thư, Trúc Nhi, rốt cuộc ở thành Trường An này người đã xảy ra chuyện gì? Lúc thì Quảng Lăng Dương, lúc thì Mạnh Giác đại nhân, rốt cuộc có bao nhiêu việc mà tiểu thư không thể nói cho muội nghe? Có chuyện gì đâu, là muội nghĩ nhiều quá thôi. Không, muội luôn cảm thấy giữa tiểu thư với Mạnh Giác đại nhân có điều gì đó không đúng. Người còn không nói, muội sẽ lập tức quay về báo với lão gia và phu nhân biết. Muội tuyệt đối không để tiểu thư gặp nguy hiểm đâu. Muội thật sự biết được ta đã gặp chuyện gì hay sao? Được, ta nói cho muội biết, bọn họ đã liên thủ giết chết con của ta. Người như ẩn hiện tựa nơi làng nước xanh, đồng lau xanh xanh. Hiện giờ ta ở bên cạnh Mạnh Giác của ta, là vì muốn đòi lại từ hắn tất cả những gì đã mất. Mạnh đại nhân một lòng với tiểu thư, người làm như vậy chắc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ thôi. Trúc Nhi, muội đừng nói nữa. Hiện giờ ta chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Quảng Lăng Dương. Dù ăn, chúng ta đi thôi. Tiểu thư, tiểu thư. Nhà ngươi là ai? Dám bắt cóc hoàng thân quốc thích? Chỉ có chuyện ta muốn hay không, không có chuyện ta dám hay không. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ta, ta sẽ đều đồng ý hết. Rất thẳng thắn, ta chính là muốn cái mạng này của ngươi. Ta muốn ngươi ngoan ngoãn trả lời ta một vài câu hỏi, nói không chừng ta sẽ mở lòng từ bi, cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Đã ở trong tay của ngươi rồi, ngươi mau nói đi, ngươi với Dân Ca là có quan hệ gì? Tại sao mụi ấy lại muốn giết ngươi? Dân Ca là cô ta giăng bẫy hại ta. Ta đường đường là một đại tướng quân, sao có thể quen biết một nữ nhân yếu đuối chứ? Chuyện này ngươi hãy đi hỏi Mạnh Giác đi. Mạnh Giác sao? Hắn đã làm gì? Ngươi nói xạo, chính ngươi đã bắt cóc tiểu thư nhà ta, chính ngươi đã hại tiểu thư. Trúc Nhi, ngươi nói ta nghe, chuyện này liên quan gì tới Mạnh Giác? Thiếu gia, chính là hắn, hắn đã hại chết đứa bé ở trong bụng của tiểu thư. Tiểu thư nói nhất định phải trả thù. Trúc Nhi, ngươi quay về trước, chuyện này để ta xử lý. Mạnh Giác, ngươi muốn làm gì? Không lẽ hai người thật sự là một bọn? Ta đi theo Trúc Nhi tới đây để nói huynh biết, triều đình đã phái một đội binh mã đi tìm hắn. Bây giờ mà huynh giết chết hắn, e rằng bản thân khó tránh tội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mạnh giác ngươi! Thù của dân ca ta nhất định sẽ trả, hãy tin ta. Ngươi tránh ra! Tại sao huynh cứ phải giết hắn cho bằng được? Cho dù không phải vì dân ca, ta cũng sẽ không để hắn sống tiếp. Lưu Tư bản tính tàn bạo, nếu để hắn dẫn binh xuất chinh, chắc chắn sẽ gây thêm một trận mưa tuôn máu đổ. Vì bá tánh dùng biên cương, ta phụng mệnh phụ thân tới để xử lý hắn. Binh mã triều đình e là sắp tới đây, không nên ở lại lâu. Huynh đi đi. Còn ngươi và dân ca, tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ta sẽ dùng cả đời này chăm sóc cho mùi ấy, đợi mùi ấy tha thứ. Cẩn thận! Dân dực! Bành đại phó, sao người lại ở đây? Ta vừa nhận được tin trong bang, nơi này có người lạ mặt xuất hiện. Tới đây thì thấy Quảng Lăng Dương bị bắt, nhưng mà tên gian tặc đó võ công cao cường, ta không ngăn cản được. Mạnh đại phó bị thương rồi, hay là theo ta về cung chữa trị đi, ta cũng về phục mệnh. Được. Tên giặc cỏ nào dám ra tay với trọng thần triều đình của trẫm, thật sự không thể tha thứ mà. Quan thượng, làm cho hắn tỉnh lại. Tướng lĩnh, tham kiến hoàng thượng. Quốc đại tư mã tới rất đúng lúc, Quảng Lăng Dương đã chết, ngươi xem hung thủ có quen mặt không? Mặt mũi rất lạ, xem cách ăn mặc nhất định là người từ tai ngoại tới. Thân phận không rõ ràng. Mạnh thái phó, nghe nói ngươi đã bị thương trong lúc đánh nhau với hắn, giờ trẫm giao hắn cho ngươi tùy ý thẩm vấn. Ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội tru di cửu tộc không? Rốt cuộc kẻ nào đã sai ngươi? Khai thật ra. Đừng tưởng rằng không nói ra thì ta sẽ để ý. Ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta. Ngươi hãy đợi mà xem. Tội đồ to gan dám miệt thị Dương pháp, lôi hắn ra chém. Tuân lĩnh. Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng, tên này tuy không đáng nhân nhượng, nhưng hắn rất có thể là sát thủ ngoài tay ngoại phái tới. Lão thần cho rằng nếu muốn giết hắn cũng không cần ngay bây giờ. Nếu có thể thông qua hắn mà tìm được kẻ đứng sau, triều đình ta sẽ càng có lý do xuất binh tiêu diệt mối họa từ tái ngoại. Trường tướng quân, tiếp tục canh giữ nghiêm ngặt, dùng cực hình tra khảo, nhất định phải tìm ra câu trả lời, không được sơ suất. Mặt tướng tuân lĩnh. À,
Hiện giờ chỉ có nghĩa phụ mới có thể cứu được đại ca thôi. Ta cũng muốn giúp chuyện này, nhưng ca ca con đã gây ra chuyện lớn thiệt rồi. Hoàng thượng vô cùng tức giận, thật sự không dễ mà. Xin người niệm tình mà giúp đại ca con vượt qua chuyện lần này. Cũng may là dân vực vẫn chưa nói ra tên họ và xuất thân. Nếu không với tội khi quân, không chỉ liên lụy tới con mà cả ta Mạnh Giác còn hơn cả trăm mạng người của ba gia tộc nữa đó. Nghĩa phụ, con cầu xin người. Đứng dậy, đứng dậy đi. Vân ca, con quay về trước, nhớ lấy tuyệt đối không được bước dây động rừng. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính tới một bước thôi. Dân cô nương, hai người chắc đã biết tin đại ca bị bắt rồi chứ hả? Tiểu thư, thiếu gia biết cô muốn giết Quảng Lăng Dương, nhưng lại không muốn cô chút lấy phiền phức, cho nên... Tại sao muội lại không nói cho ta biết đại ca đã tới Trường An hả? Là thiếu gia dặn dò không được nói ra. Dân cô nương, nô tài biết trong lòng cô đang lo lắng, nhưng mà đại lao trong cung không phải tầm thường. Ngoài việc canh gác nghiêm ngặt ra còn có mai phục ngầm nữa. Muốn cứu một người là chuyện hết sức khó khăn, trừ khi lấy được lệnh bài của hoàng thượng. Muội có một việc muốn cầu xin hoàng hậu nương nương giúp đỡ. Mau đứng dậy đi Dân ca. Hoàng hậu nương nương, các người lui xuống hết đi. Dạ. Đứng lên đi. Nói đi, có chuyện gì với muội vậy? Người đã giết Quảng Lăng Dương chính là ca ca ruột của muội. Bây giờ huynh ấy đang bị nhốt trong đại lao hoàng cung, tính mạng lúc nào cũng bị uy hiếp. Muội cầu xin tỷ niệm tình chúng ta quen biết từ lâu, xin tỷ cứu huynh ấy. Tại sao ca ca của muội lại làm vậy? Quảng Lăng Dương đó không phải tốt đẹp gì, tỷ nghĩ coi trước đây hắn đối xử với mình ra sao. Bây giờ âm thầm cấu kết với Quách Thành Quân, hắn chết rồi, Quách Thành Quân sẽ mất đi một chỗ dựa, đối với tỷ cũng là chuyện tốt mà. Dân ca, Quảng Lăng Dương có xấu xa tới đâu, chỉ cần hoàng thượng cần hắn, hắn chính là người có ích. Đây không phải là chuyện mà hậu cung có thể can thiệp. Hứa tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ khuyên hoàng thượng thả ca ca của muội ra đi. Chuyện này tỷ không phải không muốn giúp, mà ca ca của muội đã phạm trọng tội triều đình, cũng may huynh ấy không khai muội ra. Nếu không thì tới tỷ cũng không có cách nào giúp muội. Muội thà lấy tính mạng của mình ra trao đổi để cho ca ca được bình an. Muội đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Một bên là muội muội, một bên là phu quân. Muội làm như vậy không phải làm khó tỷ sao? Muội là muội muội của tỷ, chuyện tỷ có thể làm bây giờ chính là giữ kín bí mật này. Là muội nghĩ sai rồi, không nên làm khó tỷ tỷ. Dân ca, Dân ca. Phu quan. Thần tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Không cần đa lễ, đứng lên hết đi. Tạ hoàng thượng. Mẫu nhi, nè, con xem phụ hoàng đem tới cái gì đây. Wow, là cặp sách cho nhi thần dùng khi đi học. Nhưng mà tại sao lại là màu tím vậy? Phụ hoàng biết con thích màu tím cho nên làm theo. Con không thích à? Bây giờ con không có thích nữa. Tại sao vậy? Mấy bữa trước Mạnh Giác Thái Phó dạy luận ngữ cho con. Người nói màu đỏ tượng trưng cho người tốt, màu tím thì tượng trưng cho kẻ ác. Màu sắc chỉ là thí dụ thôi, không có nghĩa là chúng ta không thể thích màu tím hoặc dùng các đồ vật có màu tím. Điện hạ, hãy mau cảm tạ tấm lòng của hoàng thượng đi. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Ngoan đi. Mạnh thái phó, vết thương trên tay đã đỡ hơn chưa? Tạ hoàng thượng quan tâm, đã đỡ nhiều rồi. Phạm nhân ở trong ngục vẫn chưa chịu nhận tội, cũng không tìm thấy manh mối gì trên người hắn. Mạnh thái phó kết giao rộng rãi, lẽ nào vẫn chưa tìm được lai lịch của hắn sao? Nhi thần hổ thẹn, tới bây giờ vẫn chưa tìm ra lai lịch của hắn. Được rồi, cứ
cứ để Trương tướng quân tiếp tục dùng mình tra khảo. Trẫm không tin không thể điều tra ra đồng đảng. Hoàng thượng dạy chí phải. Phụ hoàng, sắp tới là sinh thần của Nhi thần, người có thể hứa với Nhi thần một chuyện không? Hổ Nhi muốn có quà gì? Nhi thần muốn tới cung Cam Tuyền chơi, cũng mong mạnh thái phó với dân cô tới tham gia. Chuyện này đơn giản mà, phụ hoàng sẽ sắp xếp cho con. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Hổ Nhi, mẫu hậu đã hát 3 lần rồi, sao con vẫn chưa ngủ vậy? Bởi vì phụ hoàng đã hứa với Nhi thần, vào ngày sinh nhật của Nhi thần sẽ đưa Nhi thần tới cung Cam Tuyền đi chơi. Con phải nhớ tình thương mà phụ hoàng dành cho con. Con có mẫu hậu nữa, mạnh thái phó từng dạy cho con, sinh thần tuy là ngày vui nhưng mà đồng thời cũng là ngày mẫu thân chịu cực khổ. Chân ca, bọn chúng đuổi kịp rồi, lẹ lên. Để chạy trước đi, muội chạy được khác, không có tỷ cản trở muội, muội sẽ càng dễ dàng thoát thân. Không chạy lẹ đi, muội lên đây đi, nhanh lên. Tỷ chạy trước đi, một mình tỷ 2 mạng người, muội chỉ có 1 mạng thôi. Nếu tỷ không chạy thì sẽ hại chết con của tỷ đó, đại ca sẽ hận tỷ. Tỷ chạy đi. Nhân ca, nhân ca. Lúc đó mẫu hậu bị người ta bắt cóc, là dân cô của con không ngại nguy hiểm tính mạng tới cứu chúng ta. Mạnh thái phó dạy thần nhi làm người phải biết báo ơn, vậy con phải báo đáp dân cô thật là tốt. Dân ca, ta với muội có phải là tỷ muội tình thâm sao? Sao chúng ta lại đi tới bước đường ngày hôm nay chứ? Hoàng thượng triệu dân cô nương cùng Mạnh Giác đại nhân tới cung Cam Tuyền mừng sinh thần của thái tử điện hạ. Nhưng mà nếu đi thì làm sao cứu được ca ca ta? Cô nương đừng lo, chuyện này cứ giao cho nô tài. Ca ca còn ở trong đại lao một ngày, ta không có cách nào yên tâm rời khỏi thành Trường An. Xem ra thật sự phải nghĩ cách để cứu công tử rồi. Tiểu thư, tiểu thư, phó dụ công công tới rồi. Chuyện gì vậy? Nhưng cô nương, hoàng hậu nương nương kêu nô tài truyền khổ dụ. Tỷ tỷ nói cái gì? Nói không cần biết ra sao, cô với mạnh thái phó nhất định phải tới cung Cam Tuyền. Tiểu thư, có phải nương nương muốn hòa giải với tiểu thư nên mới muốn người tới cung Cam Tuyền không? Nếu thật là như vậy thì ca ca ta được cứu rồi. Quỳnh rốt cuộc làm gì đây? Không làm gì hết. Có làm như vậy thì mới có thể nghe được tiếng của muội. Dừng xe. Như vậy cũng tốt. Hoàng thượng sẽ thấy phu thê chúng ta tình cảm gắn bó keo sơn, không ngồi xe ngựa mà đi bộ giữa trời tuyết, lãng mạn biết bao. Hổ Nhi. Ê, nè, cẩn thận. Điện hạ. Điện hạ. Ý. Ý. Nè, điện hạ. À, điện hạ bên này. Điện hạ. Điện hạ. Hổ Nhi qua đây nghỉ ngơi chút đi, chờ cô đi cùng con. Điện hạ. Nè, con chơi có vui không? Vui lắm. Hoàng hậu nương nương, mạnh thái phó như dân cô nương tới rồi. Trời ơi, Hổ Nhi này, dám trợ cô của con sao? Xem ta xử lý con ra sao hả? Nếu mà thấy không vui thì đáp trả lại đi. Hai người các người, xem nè. Ta đây. À. Hổ Nhi, bà tới giúp mẫu hậu đi. Nè. Ta, cái bé này đáng ghét thật. Hổ Nhi, chạy Hổ Nhi, con. Được lắm.
Được lắm, được lắm, coi nè. Được rồi, được rồi. Cậu muốn ném cô sao? Hổ Nhi, thôi. Điện hạ bên này nè. Chạy đi, chạy. Điện hạ bên này. Bên này nè. Máu hậu. Bình quân lâu rồi mới chơi vui như vậy. Ném đi con. Linh ca cũng vậy. Ném đi cô. Ném hai người. Điện hạ, ném bên này. Bình quân, ẩm Hổ Nhi lên. Như vậy dân ca sẽ không dám ném nữa. Hổ Nhi, bảo vệ mẫu hậu. Ai nói ta không dám hả? Chiêu này của hoàng thượng cũng được lắm. Ngay cả con trai của mình cũng bán đứng. Chiêu này gọi là dùng binh không ngại gạt người. Hoàng thượng, dân ca lớn gan, muốn dạy cho hoàng thượng biết cái gì gọi là ném tuyết. Được, để trẫm cho muội lĩnh giáo tài lẻ đi. Tỷ tỷ, Hổ Nhi, hai người mau giúp ta nhé. Tiếp tục nào. Phụ quan đừng chạy. Dân ca, muội có sao không vậy? Không sao. Tỷ giúp muội lau. Phụ quan đứng lại. Được. Điện hạ bên này. Lệnh bài cất ở đâu? Tỷ đã vẽ trên khăn tay. Chút nữa muội hãy xem. Hổ Nhi, mẫu hậu tới giúp con. Nè. Tiểu thợ tin ăn ngon không? Mời. Ăn ngon. Tỷ ăn đi. Muội cũng ăn nhiều vô. Đây là tỷ. Bữa nay thực sự vui quá chừng. Nhớ lại những ngày tháng chúng ta ở trong cái hẻm nhỏ ở Trường An. Lúc đó dân ca ở bên cạnh nhà chúng ta. Bình quân ngày nào cũng cùng với dân ca tới thất Lý Hương làm việc. Còn Mạnh Giác là ông chủ của đường đường cư. Lúc đó trẫm chỉ là kẻ bán gà tầm thường. Thật không ngờ sau này lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng mà trải qua nhiều phong ba như vậy, chúng ta còn có thể gặp lại nhau cùng ăn bữa cơm này, trẫm cảm thấy rất đáng để chúc mừng. Hả? Nè, chúng ta cùng nhau cạn ly. Chúc chúng ta năm nào cũng có ngày này, mọi người đều hạnh phúc. Vậy thì muội sẽ lấy trà thay rượu, chúc Hổ Nhi bình an trưởng thành, mọi chuyện thuận lợi. Còn tỷ chúc cho chúng ta sức khỏe dồi dào, phúc họ an khang. Mời. Mời. Ta chúc tình cảm vĩnh hằng. Hay cho cô tình cảm vĩnh hằng. Nào, cạn ly. Mạnh Giác à, rót rượu đi. Thần tuân chỉ. Mạnh Giác canh say rồi. Dân ca, thì thấy hoàng thượng cũng uống nhiều rồi, hay là muội cùng Mạnh Thái Phó về trước đi. Không được về, trẫm chưa uống xong mà. Tiếp tục rót rượu cho trẫm, trẫm còn muốn uống. Hay là về đi, hoàng hậu nương nương phải người đưa Mạnh Giác về trước. Muội sẽ ở lại cùng hoàng thượng uống thêm vài ly. Cũng được. Bác Bình. Có nô tài. Đưa Mạnh Thái Phó về. Dạ. Lam Nhi, đưa thái tử về phòng nghỉ ngơi. Đường đi mà trẫm vẫn chưa uống xong. Trẫm vừa mới quen biết muội, còn tưởng muội thích trẫm. Nhưng mà sau này nhìn thấy tiên đế, trẫm mới biết muội lầm tưởng trẫm
với tiền đế. Lúc muội mới quen biết hoàng thượng luôn nói những điều kỳ lạ, hoàng thượng nhất định cảm thấy quan mang có đúng không? Chẳng muốn hỏi muội một câu. Hoàng thượng cứ nói. Tại sao muội lại thành thân với Mạnh Giác? Không lẽ muội đã quên tiên đế rồi? Đời này kiếp này muội không bao giờ quên Lăng Ca Ca. Vậy còn Mạnh Giác phải làm sao? Nếu như nói muội với Lăng Ca Ca là duyên, thì muội với Mạnh Giác là nghiệp. Tuy rằng muội với Lăng Ca Ca có duyên thiên lý, nhưng mà tới sau cùng vẫn là tình thâm duyên mỏng, không thể bên nhau trọn đời. Còn Mạnh Giác, muội cũng mong có thể tránh xa hắn một chút. Nhưng hắn cứ giống như nghiệp chướng của muội vậy, cứ bám riết không chịu buông. Chuyện này đều do ông trời sắp đặt, muốn trốn cũng không thể trốn. Dân cô nương, ta lấy được lệnh bài rồi, chúng ta mau đi cứu người thôi. Khoan đã, dân cô nương. Nữ nhân vào đại lao rất dễ bị phát hiện. Một mình nô tài đi được rồi, hai người ở bên ngoài đợi đi. Nhất định phải cẩn thận. Chết nè, ta không tin ngươi không chịu mở miệng. Dừng tay. Chết nè. Hoàng thượng có chỉ, lập tức thả phạm nhân ra ngoài. Chuyện này sao ta không nghe Trương tướng quân nói thả người vậy? Lời nói của Trương tướng quân quan trọng hay hoàng thượng quan trọng? Hay là ngươi muốn kháng chỉ đây hả? Dạ thuộc hạ không dám, thuộc hạ lập tức thả người. Đã. Sao ta cảm thấy ngươi nhìn rất là quen? Trời đã sáng rồi, sao bọn họ còn chưa xuất hiện? Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ca ca. Dừng cô đừng. Từ từ thôi. Ca ca muội xin lỗi, tới giờ mới cứu được huynh ra. Vết thương này không đáng là gì, nếu so với trước đây bị Tuyết Nhi cắn còn thua xa. Nhưng cô nương, hồi nãy tới Thiên Lao bị phát hiện rồi, ta không thể không giết bọn họ. Nếu không thì chuyện chúng ta cứu ca ca của cô rất nhanh sẽ bị hoàng thượng biết được. Lệnh bài này cô lập tức đem trả lại đi. Được, ta kêu Trúc Nhi đi cùng ngươi. Mau thu xếp cho ca ca về tái ngoại đi. Cô yên tâm. Dừng ca, huynh lại gây phiền phức cho muội rồi. Chúng ta là huynh muội, đừng có nói những lời như vậy. À phải rồi, nhớ nói lời cảm tạ với Mạnh Giác giùm huynh. Tại sao? Từ lúc huynh bị nhốt vào Thiên Lao, hắn luôn tìm cách để cứu huynh. Lúc đầu mới bị bắt, hắn kêu huynh đừng nói gì hết, để tránh liên lụy tới muội với người thân trong nhà. Còn muốn huynh giao mọi chuyện cho hắn tự giải quyết. Với lại hắn thường xuyên tới đại lao giả bộ tra khảo huynh, nhưng mà đích thực là tới để trị thương. Hắn nói đợi sau khi hoàng thượng tới cung Cam Tuyền sẽ có người tới cứu ta. Trong lòng huynh hiểu rất rõ, muội nhất định vì chuyện đứa bé
ôm hận Mạnh Giác. Nhưng mà theo huynh thấy Mạnh Giác không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn đâu. Muội thử đối xử tốt với hắn một chút, biết đâu sau này muội sẽ hiểu được con người thật của hắn. Dừng cô nương, thời gian không còn sớm nữa, hãy đi trả lệnh bài đi. Ca ca, muội phải đi rồi, nhớ phải bảo trọng. Muội cũng vậy, bảo trọng. Hoàng thượng dậy rồi hả? Ừ. Ê, tối hôm qua trẫm thật sự uống rất vui, nhưng mà cũng kỳ thiệt, tửu lượng của trẫm đâu có kém như vậy. Uống chén canh sâm giải rượu trước đi. Ừ. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng, thâm kiến hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Thì vậy của thiên lao bẩm báo, nói Thích Khách từ tái ngoại đã bị người ta cứu đi rồi. Tại sao lại vậy? Không có lệnh bài của trẫm, ai có thể đưa hắn ra ngoài?